chào tất cả các em, rất vui được gặp các em trong buổi học trên truyền hình ngày hôm nay. Các em thân mến, nhắc đến văn học thế giới, người ta không thể không kể đến nền văn học Nga với rất nhiều những gương mặt nhà văn tiêu biểu có vị trí và vai trò không thể thay thế như Lev Tolstoy, Maxim Gorky, Dostoevsky và nhiều nhà văn khác nữa. Trong số đó, có một nhà văn được xem là đại biểu cuối cùng của chủ nghĩa hiện thực Nga cuối thế kỷ 19, là nhà cách tân thiên tài ở hai thể loại truyện ngắn và kịch nói. Ông chính là Anton Pavlovich Chekhov. Hôm nay cô muốn giới thiệu với các em về nhà văn này qua một tác phẩm rất nổi tiếng của ông, truyện ngắn Người trong bao. Bài học hôm nay cô muốn hướng các em đến một số mục tiêu cần đạt sau đây. Về mặt kiến thức, truyện ngắn này sẽ giúp các em hiểu được sự phê phán sâu sắc của nhà văn đối với lối sống thu mình vào trong bao của một bộ phận trí thức Nga cuối thế kỷ 19. Các em cũng sẽ thấy được những nét đặc sắc về mặt nghệ thuật của tác phẩm như nghệ thuật xây dựng biểu tượng và nhân vật điển hình hay cách kể chuyện đặc sắc của truyện ngắn này. Về mặt kỹ năng, qua bài học này sẽ giúp các em rèn được kỹ năng đọc hiểu tác phẩm theo đặc trưng thể loại, cùng với đó là kỹ năng phân tích nhân vật. Và một mục tiêu cuối cùng, cô cho rằng rất quan trọng, đó là bài học này sẽ giúp các em có một cách nhìn, một sự lựa chọn, cái lối sống phù hợp, đúng đắn. Và bài học sẽ tiếp cho các em thêm sức mạnh, tinh thần, lòng dũng cảm để đấu tranh với cái xấu, cái ác, đấu tranh với chính mình để hướng đến những điều tốt đẹp, tích cực trong cuộc sống. Và bài học này, cô sẽ hướng dẫn các em qua 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sơ lược về tác giả Chekhov và tác phẩm Người trong bao. Nội dung thứ hai cũng là phần trọng tâm của bài học. Chúng ta sẽ đọc hiểu truyện ngắn này xoay quanh hai hình tượng, đó là hình tượng nhân vật Belikov và hình tượng cái bao. Cuối cùng, cô trò chúng ta sẽ cùng tổng kết để rút ra chủ đề tư tưởng của tác phẩm, cũng như khái quát lại những đặc điểm nổi bật về mặt nghệ thuật đã góp phần làm nên giá trị của truyện ngắn này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài học. Phần thứ nhất, tìm hiểu chung về tác giả Chekhov. Các em trong phần tìm hiểu chung này, các em có thể xem trong sách giáo khoa ở trang 65. Chúng ta đọc và tiếp nhận những thông tin. Tuy nhiên, cô muốn chúng ta chú ý vào 3 nội dung cơ bản ở phần tìm hiểu về tác giả Chekhov như sau. Thứ nhất, như cô đã giới thiệu từ lúc ban đầu, Chekhov là nhà văn Nga kiệt xuất. Ông được xem là đại biểu cuối cùng của văn học hiện thực Nga nửa cuối thế kỷ 19. Chekhov sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ ở một thị trấn bên bờ biển Azov. Ông lớn lên trong bầu không khí hết sức ngột ngạt của chế độ chuyên chế Nga cuối thế kỷ 19. Và chế độ xã hội này, kiểu xã hội này đã khiến con người ta nhục chí, bạc nhược và có những cái lối sống ích kỷ. Kiểu xã hội này cũng sinh ra những kiểu người hết sức là kỳ quái. Và chứng kiến tất cả những điều đó, ngòi bút Chekhov đã hướng đến để khai thác mảnh đất hiện thực màu mỡ này. Và yếu tố thời đại này cũng là một trong những yếu tố góp phần đưa Chekhov trở thành nhà văn hiện thực nổi tiếng của nước Nga cuối thế kỷ 19. Điểm thứ hai, chúng ta cần ghi nhớ về Chekhov. Ông là nhà cách tân thiên tài ở thể loại truyện ngắn và kịch nói. Ông đã để lại hơn 500 truyện ngắn, truyện vừa với nhiều tác phẩm đặc sắc như Anh béo và anh gầy, Phòng số 6, Con kỳ nhông. Và dĩ nhiên chúng ta không thể quên kể đến tác phẩm Người trong bao. Bên cạnh truyện ngắn thì một số tác phẩm kịch cũng rất có giá trị như Vở Hải Âu, Ba chị em hay Vườn anh đào, vân vân. Một nội dung cuối cùng nữa, đó chính là đặc điểm của truyện ngắn Chekhov đã làm nên phong cách của ông. Truyện ngắn Chekhov thì chỉ từ những cốt truyện giản dị, từ việc ông lựa chọn những chi tiết tiêu biểu, xây dựng những nhân vật điển hình, những hình tượng điển hình, mà tác phẩm của ông thường đặt ra nhiều vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn. Những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn này đã làm cho tác phẩm của Chekhov mang đậm dấu ấn thời sự. Và dấu ấn này không chỉ có ở thời đại của Chekhov mà nó còn có giá trị đến mọi thời đại. Và đằng sau những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn ấy, trong mạch ngầm sâu kín của tác phẩm, Chekhov muốn gửi đến tất cả người đọc chúng ta những ý nghĩa nhân bản sâu xa, những bài học
triết lý nhân sinh có ích cho mỗi chúng ta trong cuộc sống. Đó chính là ba điểm quan trọng cô muốn các em ghi nhớ về tác giả Seikhov. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu sơ lược về tác phẩm Người trong bao. Với tác phẩm này, các em sẽ nắm cho cô về hoàn cảnh sáng tác. Truyện ngắn được sáng tác vào năm 1898 khi nhà văn đang điều trị bệnh tại thành phố Yalta, bán đảo Krum, Biển Đen. Và khi đó, chế độ chuyên chế ở Nga đã đi vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, xã hội ngạt thở trong bầu không khí chuyên chế hết sức ngột ngạt. Đó là toàn bộ cái hoàn cảnh sáng tác mà chúng ta cần nắm trước khi đi tìm hiểu truyện ngắn này. Và bây giờ, để chuyển sang phần thứ hai, phần trọng tâm của bài học là chúng ta sẽ phân tích để tìm hiểu về truyện ngắn này, thì cô sẽ giới thiệu một chút xíu về truyện ngắn và cô sẽ có một cái sơ đồ minh họa để các em, tạo điều kiện cho các em nắm được nội dung của cốt truyện. Bởi vì trong sách giáo khoa của chúng ta, đó là một cái văn bản không hoàn chỉnh, người ta đã lược đi một số rồi. Bây giờ các em sẽ chú ý, cô sẽ giới thiệu thêm về truyện ngắn này. Người trong bao bắt đầu từ câu chuyện của hai người bạn thân, đó chính là bác sĩ thú y Ivan Ivanich và thầy giáo trung học Burekin. Cả hai trong một buổi đi săn về muộn đã xin ngủ nhờ ở nhà kho của vị trưởng xóm. Trong đêm hôm ấy, họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Trong những câu chuyện của họ thì họ có đề cập đến người vợ của vị trưởng xóm kia. Đó là một người đàn bà hết sức kỳ quặc, cả đời không ra khỏi làng, suốt ngày chỉ ru rú trong xó bếp. Thế nhưng đêm đến thì bà ta lại rời khỏi nhà. Và từ người vợ của vị trưởng xóm rất kỳ quặc này mà thầy giáo Burekin đã liên tưởng đến, đã liên hệ đến một người đồng nghiệp của mình vừa mới qua đời. Đó chính là Belikov, giáo viên dạy tiếng Hy Lạp. Và từ đây câu chuyện thứ hai được mở ra, câu chuyện về cuộc đời của Belikov. Thế thì cách tổ chức câu chuyện như thế đã tạo nên một cái kết cấu rất đặc sắc cho truyện ngắn này. Đó chính là kết cấu truyện lồng truyện. Và bây giờ các em sẽ chú ý cho cô sơ đồ tóm tắt cốt truyện. Nó sẽ bắt đầu từ phần ở trong sách giáo khoa của chúng ta. Từ chỗ câu chuyện của thầy giáo Burekin và người bạn thân bác sĩ Ivanich, Burekin đã kể cho bác sĩ Ivanich nghe về người đồng nghiệp của mình là Belikov. Hắn ta là giáo viên dạy tiếng Hy Lạp của trường. Đây là một con người rất đặc biệt, kỳ quặc, khác người. Ở chỗ từ ngoại hình đến suy nghĩ, lối sống và tính cách của hắn ta đều được giấu ở trong bao. Một cái bao do chính hắn đã cố tạo ra để ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Và chính lối sống trong bao của Belikov đã ảnh hưởng chi phối rất lớn đến toàn trường nơi mà Belikov theo dạy. Không những thế, lối sống này còn ảnh hưởng đến cả thành phố nơi mà hắn ta sinh sống. Và với lối sống thu mình vào trong bao này thì tác giả đã cho người đọc hình dung được, đưa đến cái kết cuối cùng của câu chuyện này. Cái kết của Belikov đó chính là một cái kết hết sức bi thảm, hắn ta đã chết. Và trước cái chết của Belikov thì bác sĩ Ivanich đã kết luận không thể sống mãi như thế được. Đó là toàn bộ cái nội dung cốt truyện mà chúng ta sẽ hình dung trước khi chúng ta đi vào đọc hiểu tác phẩm này. Các bạn sẽ nhìn một lần nữa về cái sơ đồ tóm tắt cốt truyện của cô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai, phần trọng tâm của bài học, chúng ta đọc hiểu văn bản. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu hình tượng nhân vật trung tâm quan trọng nhất của tác phẩm này, đó chính là hình tượng nhân vật Belikov. Ở hình tượng nhân vật Belikov, trước hết từ những trang văn đầu tiên, các em sẽ dễ dàng tìm thấy những chi tiết nhà văn đã chọn lọc hết sức kỹ càng để khắc họa nên chân dung và tính cách của Belikov. Chân dung tính cách của nhân vật đã được tác giả khắc họa ở hai phương diện, đó là trong những thói quen sinh hoạt của hắn ta và trong suy nghĩ, tư tưởng. Chúng ta sẽ đi phương diện thứ nhất để tìm hiểu về chân dung tính cách của Belikov. Trong thói quen sinh hoạt, các em theo dõi những dòng đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy ở cách ăn mặc, đi đứng thì Belikov là một con người rất đặc biệt. Dù thời tiết có đẹp đến như thế nào nữa thì hắn cũng đi giày cao su, cũng cầm ô, cũng mặc áo bành tô ấm, cốt bông. Và gương mặt của hắn lúc nào cũng giấu sau chiếc cổ áo bành tô bẻ đứng lên. Belikov
rất thích đeo kính râm, lỗ tai bao giờ cũng nhét bông. Và khi ngồi xe ngựa thì lúc nào hắn cũng cho kéo mui lên. Vậy thì qua những chi tiết đầu tiên khắc họa về cái cách ăn mặc đi đứng của Belikov, cô tin rằng các bạn đã có những cái hình dung ban đầu về chân dung của nhân vật. Và mặc dù tác giả đã lựa chọn những cái chi tiết hết sức là tiêu biểu, kỹ lưỡng, nhưng mà nó lại có một điểm đặc biệt là chúng ta sẽ không hình dung rõ về chân dung của Belikov. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả đã được Belikov cố tình giấu ở trong bao. Đấy, một cái bao mà hắn tạo ra để ngăn cách, để bảo vệ mình với môi trường ở bên ngoài. Rồi, các bạn theo dõi tiếp thì chúng ta sẽ thấy Belikov có những cái vật dụng luôn mang theo bên mình, đó là chiếc ô, chiếc đồng hồ quả quýt hay chiếc dao gọt bút chì. Và tất cả những vật dụng này thì hắn đều để ở trong bao. Tiếp theo, các em sẽ thấy cũng trong thói quen sinh hoạt này, chúng ta thấy rằng Belikov có lẽ mặc dù là một người rất kỳ quặc, nhưng hắn cũng ý thức được mình vẫn cần phải giao tiếp, cần phải duy trì mối quan hệ với mọi người. Cho nên hắn cũng có một cái cách giao tiếp rất riêng của mình. Hắn đến nhà đồng nghiệp của mình, ngồi một giờ chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm vật gì rồi cáo từ. Và hắn gọi đây chính là cách để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Thế thì chúng ta thấy cái cách giao tiếp của Belikov mà cũng rất khác người. Cuối cùng, trong những cái hoạt động sinh hoạt ở nhà thì hắn vẫn mặc áo khoác ngoài, đội mũ, đóng cửa, cài then. Buồng ngủ của Belikov thì chật như một cái hộp. Lúc nào hắn cũng đóng kín cửa, cho nên không khí hết sức ngột ngạt. Và khi đi ngủ, Belikov luôn kéo chăn trùm kín mít. Đấy. Vậy thì qua những biểu hiện trong thói quen sinh hoạt hàng ngày, đó là về cách ăn mặc, đi đứng, về những cái vật dụng Belikov hay sử dụng, về cách giao tiếp và về những sinh hoạt thường nhật ở nhà, chúng ta có thể hình dung về con người này, đó là một con người rất kỳ quặc, lập dị, khác người. Tuy nhiên, nhà văn không chỉ dừng lại ở những chi tiết để khắc họa chân dung, tính cách của Belikov ở vẻ bề ngoài, mà nhà văn còn đi sâu vào những suy nghĩ, những tư tưởng của Belikov để chúng ta, giúp chúng ta hình dung rõ hơn về tính cách của nhân vật. Chúng ta sẽ sang phương diện tiếp theo, đó là trong suy nghĩ và tư tưởng của Belikov. Thế thì phàm chúng ta là con người thì ai cũng có những cái khát vọng, và Belikov cũng như thế, hắn có một khát vọng và thậm chí là khát vọng mãnh liệt. Thế nhưng khát vọng của hắn cũng kỳ quặc như chính con người hắn vậy. Belikov lúc nào cũng có một khát vọng, đó là thu mình vào trong một cái vỏ, tạo cho mình một thứ bao để ngăn cách với bên ngoài. Lúc nào hắn cũng thấy khó chịu, sợ hãi, lo âu. Và một ý nghĩ rất thường nhật trong tư tưởng của Belikov, đó là hắn sợ nhỡ lại xảy ra chuyện gì. Ở trường thì sợ hiệu trưởng, sợ thanh tra. Về nhà thì hắn sợ ăn trộm lại lẻn vào nhà mình. Belikov là một con người lúc nào cũng nhút nhát. Hắn ghê tởm hiện tại, ca ngợi quá khứ và những gì không có thật. Và hắn tôn sùng thứ tiếng Hy Lạp cổ đại mà hắn giảng dạy ở nhà trường. Belikov cũng cố giấu ý nghĩ của mình vào trong bao, luôn làm theo những chỉ thị, những thông tư, những bài báo cấm đoán. Và đối với Belikov, chỉ có những chỉ thị, những thông tư, những bài báo cấm đoán này mới là chân lý, mới là đúng đắn nhất, mới là điểm tựa của hắn. Đấy, thì đó là những biểu hiện cụ thể trong suy nghĩ, tư tưởng. Và đến đây cô nghĩ rằng các em đã hình dung được rõ về chân dung của Belikov, và đặc biệt là về tính cách của Belikov, đây là một con người như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau khái quát. Chúng ta sẽ thấy được ở Belikov, đó là một kẻ yếu đuối, hèn nhát, cô độc. Đó là một kẻ sống máy móc, bảo thủ, bạc nhược. Hắn yếu đuối, hèn nhát, bạc nhược ở chỗ lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi, không dám làm bất cứ một điều gì, lúc nào cũng sợ nhỡ lại xảy ra chuyện gì. Hắn cô độc bởi vì cái cách giao tiếp rất lập dị của hắn,
khiến cho không ai thích và muốn gần hắn cả. Hắn sống một cách máy móc, bảo thủ, chỉ làm theo những thông tư, những chỉ thị hết sức cứng nhắc. Và chúng ta có thể hình dung được Belikov chính là người trong bao, chính là kiểu người luôn thu mình vào trong một chiếc vỏ bọc để ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Mà nhà văn đã lựa chọn những chi tiết tiêu biểu, đã vận dụng rất thành công nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật điển hình để nâng tầm nhân vật Belikov trở thành một nhân vật điển hình về kiểu người sống trong bao. Chúng ta vừa tìm hiểu để hình dung được về chân dung và tính cách của Belikov. Thế thì kiểu người như Belikov, lối sống như Belikov không chỉ là một cá nhân mà nó còn có sự sức ảnh hưởng đến rất nhiều. Như lúc đầu cô đã giới thiệu, cái lối sống của Belikov đã ảnh hưởng đến nhà trường, đã ảnh hưởng đến cả thành phố mà Belikov sinh sống. Chính vì vậy chúng ta sẽ sang cái nội dung tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về sự ảnh hưởng của Belikov. Theo dõi mạch truyện, các em sẽ nhận ra được thầy giáo Burakin đã thừa nhận với bác sĩ Ivanich rằng chính cái gã đi giày cao su, cái gã đeo kính râm kia đã chi phối cả trường chúng tôi suốt 15 năm trời. Đấy. Và khi còn sống thì cách sống của Belikov đã ảnh hưởng đến tinh thần và hoạt động của tất cả mọi người, từ trường học cho đến thành phố, khiến cho họ xa lánh và sợ hãi. Cả thành phố đều sợ hãi Belikov. Các bà, các chị thì sợ không dám diễn kịch vào ngày cuối tuần ở nhà. Những thầy tu thì khi có mặt của Belikov sợ không dám đánh bài, không dám ăn thịt, vân vân. Và cả thành phố họ sợ nói chuyện, họ sợ giao tiếp, họ sợ làm từ thiện. Đấy, đó chính là sự ảnh hưởng rất lớn của Belikov khi còn sống. Tưởng chừng như khi còn sống thì cái cách sống như Belikov có thể chi phối ảnh hưởng đến mọi người. Vậy thì khi Belikov chết thì cái tầm ảnh hưởng này có kết thúc hay không? Vào những cái dòng cuối của tác phẩm, các bạn sẽ bắt gặp được tác giả đã cho chúng ta thấy được cái ảnh hưởng của Belikov khi hắn đã chết. Khi mà Belikov chết thì lúc đầu mọi người, nhất là những đồng nghiệp của Belikov, đều cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Nhưng sự nhẹ nhõm, thoải mái này kéo dài chưa đầy một tuần thì cuộc sống lại trở về như cũ, lại nặng nề, lại vô vị, lại ngột ngạt. Vậy thì điều này có ý nghĩa như thế nào? Rõ ràng khi Belikov đã chết nhưng cái cuộc sống nó vẫn trở lại như cũ, vẫn nặng nề, vô vị, thì tầm ảnh hưởng của Belikov đã được nâng lên một cái mức độ hết sức sâu sắc. Chúng ta có thể thấy Belikov không chỉ là điển hình của một kiểu người mà đây còn là một hiện tượng xã hội có ảnh hưởng dai dẳng, nặng nề. Nó lặp đi lặp lại không chỉ trong thời đại của Sekhov, mà chúng ta thấy rằng trong thời đại của chúng ta hôm nay, chúng ta vẫn bắt gặp đâu đó những con người trong bao, những con người mang vỏ ốc, những người đang cố gắng thu mình vào một chiếc vỏ bọc mình cố tạo ra để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Và có thể có những lúc chúng ta giật mình nhận ra rằng chính bản thân của chúng ta cũng đang mang trên mình một chiếc vỏ ốc. Có những lúc chúng ta sợ hãi, chúng ta sợ thất bại, chúng ta sợ phấn đấu, chúng ta sợ những khó khăn trong cuộc sống, hoặc là chúng ta sợ những điều rất đơn giản như sợ nói lời xin lỗi hay nói lời cảm ơn với những người mà chúng ta yêu quý. Và chính điều này đã cho chúng ta thấy được cái dấu ấn thời sự trong tác phẩm của Sekhov. Những vấn đề xã hội to lớn được ông phản ánh trong tác phẩm của mình, nó không chỉ có giá trị ở thời đại của Sekhov như cô đã giới thiệu từ lúc ban đầu, mà nó còn ý nghĩa, nó còn có ý nghĩa vượt qua mọi thời đại. Rồi, và như phần tóm tắt cốt truyện ở ban đầu, các em theo dõi mạch truyện thì chúng ta thấy với cái kiểu sống như Belikov, cách sống như Belikov thì cuối cùng đã dẫn đến một cái kết cục bi thảm, đó chính là Belikov đã chết. Vậy thì cái chết của Belikov nó xuất phát từ những nguyên nhân nào và cái chết này có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về cái chết của Belikov. Trước khi đi nói về nguyên nhân cái chết của Belikov cũng như là ý nghĩa của cái chết này, thì cô trò chúng ta sẽ điểm qua về tình huống để dẫn đến cái chết của Belikov. Các em theo dõi mạch truyện, chúng ta sẽ nhận thấy rằng Belikov là một người thu mình trong chiếc vỏ bọc của mình. Hắn là một con người rất lập dị, tưởng chừng
không thể thay đổi được. Thế nhưng có những lúc Belikov cũng muốn thay đổi mình. Hắn đã nghĩ đến chuyện là sẽ cưới vợ. Và điều này được xuất hiện khi mà ở trường của Belikov có hai giáo viên trẻ từ Ukraine chuyển về. Đó chính là chị em Varenka và Kovalenko. Đây là hai giáo viên trẻ tính tình hết sức là phóng khoáng, rất vui tươi. Cái tính cách của hai chị em Varenka lại hoàn toàn đối lập với Belikov. Thế nhưng Belikov lại để ý và yêu thích Varenka. Nhận ra được điều này, mọi người mới bắt đầu gán ghép Belikov cùng với Varenka. Và Belikov đã trở thành một nhân vật chính trong một bức tranh biếm họa do một cậu học trò ngỗ nghịch nào đó vẽ. Bức tranh mang tên Một kẻ tình si. Và bức tranh ấy đã truyền tay mọi người. Thế thì đứng trước cái tình huống này, Belikov theo cái tính cách, theo cái lối sống của mình đã rất sợ hãi, sợ người ta sẽ biết được rồi sẽ ép mình về hưu. Hắn sợ đủ mọi chuyện. Và trong một lần vô tình khi đi ra đường thì Belikov đã bắt gặp hai chị em Varenka đi xe đạp ngoài đường. Và ở thời đại của Belikov, giáo viên mà đi xe đạp ở ngoài đường thì đó là một điều rất kinh khủng. Thì tất cả mọi thứ đã tác động vào Belikov, khiến cho hắn ngày càng lo sợ và ngày càng buồn bực. Nỗi lo sợ và buồn bực ấy khi được đẩy lên đến đỉnh điểm thì Belikov đã quyết định tìm đến nhà của chị em Varenka để trao đổi về vấn đề này. Nhưng trớ trêu thay, khi Belikov đến nhà thì lại không gặp Varenka mà chỉ gặp cô Kovalenko mà thôi. Belikov đã trao đổi và thuyết phục chị em Varenka là không nên đi xe đạp nữa, là phải có một cái cách sống đúng với chuẩn mực. Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng lại hàm ý đe dọa, hắn dọa sẽ mách hiệu trưởng. Và cô Kovalenko là một người có cái tính cách hoàn toàn đối lập với Belikov. Có thể tất cả mọi người trong thành phố đều sợ Belikov trừ cô Kovalenko. Và dĩ nhiên với tính cách như thế thì cô Kovalenko phản ứng hết sức là mạnh mẽ và có phần thô bạo. Cô Kovalenko đã túm lấy cổ áo của Belikov và xô hắn ngã nhào xuống cầu thang. Khi hắn ngã xuống đến chân cầu thang thì cùng lúc đó Varenka cùng hai người phụ nữ nữa về đến. Chứng kiến cảnh này, Varenka đã phá lên cười. Và theo như tác giả miêu tả, tiếng cười ha 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 của Varenka đã chấm dứt tất cả. Chấm dứt chuyện cưới xin, chấm dứt cả cuộc đời của Belikov. Bởi vì sau đó Belikov về nhà và hắn lên giường đắp chăn. Trong suốt một tháng như thế thì có ai vào tìm thì hắn chỉ trả lời có hoặc không. Và rồi hắn không bao giờ dậy nữa. Và có nghĩa là Belikov đã chết. Vậy thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của Belikov đó là gì? Đó có phải là cú xô ngã của cô Kovalenko dành cho Belikov? Đó có phải là tiếng cười ha 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 lạnh lót của Varenka hay không? Và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Để dẫn đến cái chết của Belikov thì có rất nhiều những nguyên nhân khác nhau. Và dĩ nhiên chúng ta không thể không kể đến cú ngã của Belikov do cô Kovalenko đã đẩy. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc trao đổi kia thì đỉnh điểm cô Kovalenko đã không thể chấp nhận được mà xô ngã Belikov xuống cầu thang. Cú ngã này không nặng, bởi vì các em theo dõi các em sẽ thấy có một cái chi tiết tác giả nói rằng sau khi mà ngã xong thì Belikov đã ngồi dậy. Đây là một cú ngã an toàn. Và hắn còn sờ xem cặp kính râm của mình nó còn nguyên vị trí hay không. Tuy nhiên cú ngã này sẽ là một cái tác động rất là lớn. Và sau cú ngã này cùng với nhiều cái sự việc diễn ra sau đó nữa thì Belikov trở về nhà và hắn bệnh. Khi hắn bệnh thì hắn lại không chạy chữa. Cho nên tất cả những điều này đã bào mòn sức khỏe của Belikov mà để dẫn đến cái chết của hắn ta. Tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến cái chết của Belikov không đơn giản như thế. Chúng ta thấy rằng có một cái chi tiết cô cần các em lưu ý là tiếng cười lãnh lót của Varenka khi chứng kiến Belikov ngã, tiếng cười ha 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 đã chấm dứt tất cả, chấm dứt chuyện cưới xin, chấm dứt cả cuộc đời của Belikov. Cho nên chúng ta thấy rằng nguyên nhân sâu xa hơn nữa, nó không chỉ về mặt sức khỏe, về mặt thể chất của Belikov mà đó là nguyên nhân thuộc về lĩnh vực tinh thần. Belikov đã bị một cái cú sốc rất nặng về mặt tinh thần.
Belikov đã sốc trước thái độ, trước hành động của chị em Valenka. Trước đó, Belikov đã bị sốc với cái thái độ và hành động rất thô bạo của cô Valenko, theo cái cách cảm nhận của hắn. Và sau đó là tiếng cười của Valenka cùng với một số người đã chứng kiến. Và khi ấy, bản chất của Belikov đã bắt đầu bộc lộ. Hắn ta lo sợ, hắn ta xấu hổ, sợ rằng cả thành phố này sẽ biết, sợ rằng hiệu trưởng sẽ biết, thanh tra sẽ biết, rồi người ta sẽ ép hắn về hưu sớm, một cái điều mà hắn không mong muốn một chút nào cả. Vậy thì rõ ràng cái gốc của nguyên nhân dẫn đến cái chết này, đó chính là cái nguyên nhân thuộc về tinh thần, là tâm trạng lo sợ, là tâm trạng xấu hổ đã đẩy Belikov đến gần với cái chết hơn. Tuy nhiên, mạch ngầm của tác phẩm không chỉ dừng lại ở đó. Các bạn sẽ lắng lại để chúng ta điểm qua một lần nữa. Vậy thì cách sống như Belikov, kiểu người như Belikov, lúc nào cũng cố gắng thu mình vào trong một chiếc vỏ bọc, thì cô nghĩ rằng các em cũng có thể hình dung được, chắc chắn con người như thế sẽ có một cái kết cục không thể nào khác, cái chết được. Cho nên nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến cái chết của Belikov, đó chính là đây là cái chết tất yếu. Vậy thì các bạn sẽ nhìn lại cho cô về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Belikov, và các em sẽ chú ý cho cô những chữ mà cô tô vàng. Thế thì đây chính là những nguyên nhân chính, những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Belikov. Belikov chết do hắn ta lo sợ, hắn ta xấu hổ. Belikov chết bởi vì đây là một cái chết tất yếu. Vậy thì cái chết này của Belikov có ý nghĩa như thế nào? Ở phần cuối truyện, các em sẽ tìm thấy những chi tiết tác giả miêu tả. Sau khi Belikov chết, hắn được đặt trong quan tài, thì người ta quan sát thấy vẻ mặt của hắn trở nên tươi tỉnh hơn và có vẻ như hạnh phúc hơn. Bởi vì, theo nhà văn, đó chính là lúc Belikov đã thực hiện được mục đích cuộc đời của hắn. Cho nên chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của cái chết này. Cái chết chính là sự giải thoát và là niềm hạnh phúc đối với Belikov, bởi vì ước muốn thu mình vào trong cái bao đã được thực hiện. Nếu như trước đó chiếc bao mà Belikov cố tình tạo ra đã bị cô Valenko xé toạc và dẫn đến cái chết của Belikov, thì đến đây Belikov đã được thu mình vào một cái chiếc bao hết sức chắc chắn, và hắn sẽ được ở mãi mãi trong đó mà không bao giờ phải chui ra nữa. Cho nên chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa rất rõ ràng về cái chết của Belikov. Chúng ta vừa tìm hiểu xong về hình tượng nhân vật Belikov, và ở hình tượng nhân vật này, các em sẽ một lần nữa ghi nhớ được, hình dung được cho cô, đây là một con người hết sức lập dị, là một con người luôn luôn thu mình vào trong bao, là kiểu người trong bao đã được nhà văn xây dựng thành một hình tượng nhân vật điển hình. Và Belikov cũng chính là một hiện tượng xã hội lặp đi lặp lại để làm nên vấn đề thời sự, cái dấu ấn thời sự hết sức đặc sắc trong tác phẩm của Chekhov nói chung và tác phẩm Người trong bao nói riêng. Thì bên cạnh hình tượng nhân vật Belikov thì chúng ta còn thấy một hình ảnh trở đi trở lại trong tác phẩm này, đó là hình ảnh cái bao. Hình ảnh này cũng được tác giả nâng tầm lên thành một hình ảnh biểu tượng, bởi vì cái bao xuất hiện trong tác phẩm này không chỉ theo nghĩa thông thường của nó. Vậy thì hình tượng cái bao có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Về hình tượng cái bao thì chúng ta thấy rằng cái bao, cái nghĩa đen của nó thì chúng ta dễ dàng nhận ra đó là một vật dùng để bao, chứa và bảo vệ một vật khác. Nhưng mà trong tác phẩm này thì hình tượng cái bao không chỉ dừng lại ở nghĩa thông thường của nó, mà chúng ta sẽ nhận ra được trước hết cái bao ở đây chính là vật dụng yêu thích trong sinh hoạt hàng ngày của Belikov, mà Belikov đã cố tạo ra để bảo vệ bản thân mình. Cái bao ấy có thể là chiếc áo bành tô, có thể là chiếc kính râm hay chiếc ô mà Belikov đã sử dụng. Và ở tầng nghĩa sâu xa hơn, hình tượng cái bao đã được nâng tầm lên, nó chính là tiêu biểu cho lối sống và tính cách của Belikov. Belikov đã sống thu mình vào trong chiếc vỏ bọc và không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài, cho nên hình tượng cái bao mang một ý nghĩa sâu xa hơn là lối sống và tính cách của Belikov.
Tuy nhiên, tác phẩm của Chekhov không dừng lại ở lớp nghĩa như thế, mà cái bao đã được nâng lên mang một cái ý nghĩa biểu trưng hết sức sâu sắc. Đó chính là biểu trưng cho một kiểu người, một lối sống trong bao. Có nghĩa là hình tượng cái bao tiêu biểu cho lối sống và tính cách này nó không chỉ mang nét nghĩa là của riêng nhân vật Belikov, mà nó được nâng tầm lên trở thành một kiểu người, một lối sống trong bao. Chúng ta sẽ thấy được rất nhiều trong xã hội của Belikov thời bấy giờ, và có thể ngay cả trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay nữa. Và với ba tầng ý nghĩa sâu sắc như thế thì hình tượng cái bao này đã được nâng tầm lên thành một cái hình tượng mang ý nghĩa biểu tượng rất có giá trị nghệ thuật trong tác phẩm này. Và xây dựng nhiều lớp nghĩa như thế, Belikov cũng muốn phê phán, lên án hiện tượng sống trong bao, lối sống trong bao và kiểu người thu mình ở trong bao. Và tác giả đã thể hiện thái độ lên án phê phán hiện tượng này, đồng thời ông cũng muốn cảnh tỉnh kêu gọi tất cả mọi người cần phải thay đổi lối sống. Chúng ta cần phải tự tay phá bỏ cái vỏ bọc của chính mình để hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống vốn dĩ còn lắm thăng trầm, lắm chông gai này. Đó chính là một cái ý nghĩa sâu sắc, một cái lời cảnh tỉnh kêu gọi, một cái thông điệp mà nhà văn gửi gắm đến tất cả chúng ta. Rồi, chúng ta vừa tìm hiểu xong về hình tượng cái bao, qua đó chúng ta thấy được thái độ rất rõ ràng của nhà văn, cũng như thông điệp mà nhà văn gửi gắm. Và mục 2 này, tìm hiểu về hình tượng cái bao, thì chúng ta cũng đã hoàn thành cái phần trọng tâm của bài học. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng, cô trò chúng ta cùng nhau tổng kết lại về ý nghĩa của văn bản. Thế thì đến giờ phút này, các em sẽ có thể tổng kết được truyện ngắn Người trong bao, tác giả đã phê phán sâu sắc lối sống hèn nhát, bạc nhược, bảo thủ và ích kỷ của một bộ phận trí thức Nga cuối thế kỷ 19. Và từ đó, nhà văn đã khẩn thiết thức tỉnh mọi người, không thể sống mãi như thế được. Và sự thức tỉnh mọi người này đã được thể hiện cách trực tiếp qua lời nhân vật của bác sĩ Ivan Ivanich ở cuối truyện. Nó tạo nên một cái kết thúc truyện cũng rất độc đáo. Kết thúc truyện, nhân vật trực tiếp bộc lộ quan điểm, tư tưởng và suy nghĩ của mình. Phần thứ hai, chúng ta sẽ tổng kết về mặt nghệ thuật. Tác phẩm này sở dĩ nó có cái giá trị ý nghĩa như thế là do tác giả đã khai thác rất hiệu quả những cái nghệ thuật tiêu biểu sau đây. Thứ nhất là cách chọn ngôi kể. Truyện ngắn này có hai ngôi kể, là ngôi thứ nhất đó chính là thầy giáo Burekin, và ngôi thứ ba là cái bóng dáng của nhà văn đằng sau đó kể lại câu chuyện cho chúng ta. Và một cái cấu trúc, một cái kết cấu rất độc đáo của truyện ngắn này, như cô giới thiệu từ lúc ban đầu, đó là cấu trúc truyền lồng truyện. Thứ ba, nhà văn đã xây dựng ở nghệ thuật xây dựng hình ảnh biểu tượng, chính là hình tượng cái bao, và nghệ thuật xây dựng nhân vật điển hình. Cuối cùng, phần kết thúc truyện, nhân vật đã trực tiếp phát biểu chủ đề, góp phần làm sáng rõ về chủ đề và tư tưởng của tác phẩm. Đó là tất cả những điểm sáng về mặt nghệ thuật cô muốn các bạn khái quát và ghi nhớ để chúng ta thấy được cái yếu tố nghệ thuật này cũng góp phần rất lớn trong thành công của tác phẩm. Thế thì cô cùng với chúng ta trong một khoảng thời gian cũng không nhiều đã tìm hiểu về nội dung cũng như nghệ thuật của tác phẩm rất nổi tiếng của nhà văn Chekhov, và truyện ngắn Người trong bao. Và qua bài học này, cô hy vọng tất cả chúng ta sẽ có một cách nhìn đúng đắn hơn. Chúng ta sẽ hướng đến những điều tốt đẹp ở trong cuộc sống, và làm như thế nào để chính tay chúng ta tự phá vỡ đi chiếc vỏ ốc của mình, thì cô nghĩ rằng câu trả lời sẽ thuộc về chính các em. Rất vui được gặp các em trong buổi học ngày hôm nay, và cô chúc các em nhiều sức khỏe, học tập thật tốt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết học hôm sau.